Của bà đợt được tốt xoắn lại, được bùa ảnh đất như thế nào đó mà được tốt xoắn lại nhìn khá là đẹp luôn á mọi người. Đeo rất là nhiều vòng trang sức đúng không? Đây mình đưa cho bà coi một cái hình của bà. Bà này đang tỏ vẻ rất là thích thú. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì tiếp tục hành trình đang ở đất nước Ethiopia, sắp với biên giới đất nước Nam Sudan. Khoảng 260 km nữa thì bên kia là phía tây biên giới giữa Nam Sudan và Ethiopia. Và ngày hôm nay thì buổi hồi muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị về một cái bộ lạc với một cái tập tục khá là kỳ lạ. Đó là người phụ nữ và người nam giới. Người phụ nữ và người nam giới rất là thích làm đau cái thân thể của mình. Và vì sao thì lại có một cái tập tục kỳ lạ như vậy? Và có một cái thông tin khá là hay nữa là cái bộ lạc này đó thì thường xuyên bị những cái bộ lạc Musi, bộ lạc mà có cái môi vành môi bự của bác của anh chị, và những cái bộ lạc khác á ở trong cái thung lũng Omo này, họ đột kích và bằng cách nào đó thì họ là dựng lên những cái hàng rào như thế này để bảo vệ cho những cái ngôi nhà của họ để họ sinh sống. Ok, và bây giờ tiếp tục đồng hành với Bùi Hồ hôm nay là sẽ là anh Dezu, một người bạn khá là quen. Dezu, một người bạn khá là thân thiết và hướng dẫn hành trình các anh em trong cái chuyến hành trình khám phá những cái bộ lạc. Và ngày hôm nay là bộ lạc của anh em Nagathon, một cái bộ lạc tên khá là lạ. Và đây Mata Anjuga Anjok Mata Và đây là một bà cụ trong cơ bộ lạc Nagathon. Và ở trên dòng của bà cụ này cũng đeo khá là nhiều những cái vật trang trí. All she have necklace, so the necklace is for being beautiful. And before they get married, they have a seed, you know. Instead of this, they use a seed. So after they get married, they wear the plastic one, which is melted from jerry cans, you know. Still here. Đây là một cái nét đẹp của bộ lạc Nagathon. Họ đeo rất là nhiều vòng và đặc biệt là rất là nhiều màu sắc. Ok, animal. This one, kin animal. This one is from Mendo. Captain. Okay. Fear goat. From goat skin. Goat skins. Goat. Mẹ đây là da của cái con dê. Một cái nét độc đáo cũng là họ sẽ làm một cái đục một cái điểm chung của tất cả các bộ lạc ở đây là họ sẽ đục một cái vành môi. Và cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng là ở trên đầu á có hai cái sợi dây của dây đồng hồ. Ante sai no ba ke ini lo sai Bây giờ mình sẽ tiến thẳng vào cái bộ lạc ha. Bet bet and chi bet. Na bet and need na. Okay. She want to show us a house. Bây giờ sẽ đây là cái hàng rào của cái ngôi nhà này. Đây là hai cô gái bộ lạc Nagathon. Tuổi còn khá là trẻ nhưng mà các cô gái này cũng đã có con hết rồi. Và đây là chắc có lẽ là con của cô gái này.
Cũng giống như những cái bộ lạc khác á, thì bộ lạc này là chọn một cái cuộc sống bán du mục. Khi mà cây cối đến đâu thì họ sẽ nuôi dê và trồng để mà tự sinh sống, và tùy theo con nước ở mỗi một cái vùng đó. Ở đây họ sống theo con nước là Omo. Omo cái bước Omo rìa Omo vali Nhanga tuam trai Baba. Yeah, tôi mẹ đi kia. Có một cái đứa bé ẩm ở đằng sau luôn. Gùi ở đằng sau, gọi là gùi các bác của anh chị. Khá là lạ là đó là đây là một cái vùng gọi là giống như là một cái sa mạc, gần với lại sa mạc gọi là bán sa mạc thì đúng hơn. Rất là nắng nóng luôn cô bác quý anh chị. Và thì họ không biết thì cái tập tục và cuộc sống sinh hoạt ăn uống rồi chăm sóc sức khỏe như thế nào. Và gần tại vì gần như là họ tách biệt với lại một cái thế giới bên ngoài. Ở đây là một cái khuôn viên, ở đây có bốn cái chòi như thế này. This is your house, this is the kitchen and house here. Kitchen? House here. Super chat. Sleep here. Look, house. Và đây là cái ngôi nhà của bộ lạc Nagathon. Cũng giống như những cái bộ lạc khác á, thì cái cánh cửa đi lên á thì nó không cao quá 1 mét. Thì đây là những cái bộ lạc mà gọi là cái có cái cửa đi vào nhà nó cao hai xi. Câu bác của anh chị có thể thấy là các người phụ nữ ở trong cái bộ lạc này đó thì họ đã biết bắt đầu mặc quần áo nè, không để ngực trần như là ở những cái bộ lạc, hai cái bộ lạc trước đây mà Bùi Hồ đã quay cho cô bác của anh chị biết. Và đây là cái hàng rào. Yeah, security. What? That was the fence and this is the storage. Đây là một cái chuồng chắc có lẽ là họ nuôi gà. Oh, chicken. How chicken? No chicken. This one is storage. It's a storage. They put inside here sorghum, maize. Rất là lạ luôn đúng không mọi người? Nhìn cũng rất là độc đáo với một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như thế này. Ở đây thì họ cắt thành những cái ngôi nhà nhìn rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp. Thậm chí là đằng kia có sử dụng năng lượng mặt trời, chắc có lẽ là những cái du khách họ khi mà đến đất nước Ethiopia thì họ được cho một cái đèn năng lượng mặt trời. Solar. Yeah, một cái đèn pin năng lượng mặt trời truyền vô nhà. Có lẽ là cái bộ lạc này cũng khá là hiện đại ha. Ok. Oh good. Yeah. Thời tiết thì ở đây rất là nóng cô bác anh chị, cực kỳ nóng luôn. Và đây chắc có lẽ là một trong những cái bộ lạc mà gọi là hiện đại rồi đó. Họ nói là bán những cái vật phẩm họ tự làm ra được hay sao? Như thế nào đó? Những đứa trẻ ở đây thì đều chảy nước mũi hết à. Đều chảy nước mũi hết. Có vẻ như là bị cảm nóng, nắng nóng mà chịu không được. Rất là nóng luôn. Hot. Nhiệt độ hiện nay là 35-36 độ C các bác quý anh chị. How many people on 1200 people living 1200 yeah, very big, biggest village.
khoảng 126 cái trại như thế này. Total population is more than. Yeah. More than. Và đây là những cái đứa bé gái nè. Tóc của các đứa bé gái được tết rất là đẹp luôn nha mọi người. Okay. Okay. You target? Yeah. Yes. You target? Target. No, I'm okay. I'm okay. I'm not. I'm okay. 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 Bây giờ mình sẽ đi vào những cái ngôi nhà xa hơn của cái bộ lạc Nagathon này. Thì từ đây đã cách đến biên giới Nam Sudan khoảng 260 km. Và tập tục cuộc sống của đa số bộ lạc ở Ethiopia là cuộc sống du mục. Rất là nhiều những cái ngôi nhà như thế này quá quý vị. Và thậm chí là có những cái ngôi nhà họ đang cất dang dở như thế này. Ở đây cái vấn đề mà nan giải nhất đó là nước và lương thực. Thì một cái sa mạc như thế này á, nó rất là nóng và thậm chí là anh Desu nói là no, không có mưa là no gain đi. Hả? No gain đi. What? No gain. Gain. Gain, gain. Rain. Oh, okay. Rain there is, but not every time, sometimes. Oh, anh nói là sometimes gain. Sometimes no rain. Rất là ít mưa, thỉnh thoảng lắm thì mới mưa thôi. Winter season there is rain, so now it's summer, so no rain. No rain. Và nhìn đằng kia kìa cô bác quý chị, thấy rất là đẹp. Oh, đây là một cái bộ lạc gọi là những cái bộ lạc khác á, thường hay đột kích tấn công vào. Nên các bộ lạc này cũng còn, họ rất là sợ kẻ thù. Nên họ sẽ làm những cái hàng rào để bảo vệ cái ngôi nhà của mình như thế này. Một người phụ nữ trong cái bộ lạc này, đó là một bà đang làm sàn cái đậu. Đây là một cái thức ăn chính của cái bộ lạc này. Ok, yeah. Sorghum. Corn. No, this is wheat. 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 Wheat, yeah. Yeah. Và đây là cái mà. Ok. Sleep here, cook here. Đây là một bà cụ đang ở với lại một cậu bé. Morning we're gonna see the men. So some of the men they went to the market, some of the men they went to the cotton field. Anh nói là những người đàn ông họ thường hay là đi chợ hoặc là đi vòng vòng ở đây á, chỉ ở đây chỉ còn là phụ nữ thôi. Đây, bây giờ go xuống. Ok, go. Anh Desu anh nói là nguyên cái vùng này giống như là để nuôi những cái con thú á cô bác quý anh chị. Và người ta thì ở đằng trước ở đằng kia kìa. Đó, những cái hàng rào. Có một cái nhà kia nhưng mà người ta bây giờ thì người ta đã đi hết rồi. Còn những cái con dê thôi. Và đây là cái nhà đã bị sập rồi. Anh đưa dù có lẽ là anh mệt rồi. Hi guys. I'm okay. Too much sun, but I'm okay. I'm strong. Strong. Châu Phi phải nói là cực kỳ nắng gió cô bác quý anh chị. Nóng lắm. Những cái ngôi nhà mọc lên như là những hình những cái cây nấm nữa. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở trong đó thì phải nói là cuộc sống của người dân ở những cái bộ lạc như thế này thì vô cùng khó khăn. Cuộc sống du canh du mục mà. Ok. Hay ớt đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua đây.
Đây là một cái người phụ nữ của Nagathon. Mình sẽ hạn chế quay cái phần nhạy cảm nhất ha. Đây là các đứa bé nè mọi người. Các đứa bé ở trong cái bộ lạc này nè. Đó. Và các bà cụ ở đây được xỏ những cái khuyên đó. Cái khuyên ngay chỗ cái vành môi đó. Nhìn rất là kỳ dị ha. Bà cụ này thì có hai cái dây đồng hồ đeo hai bên. Lúc nãy Bùi Hồ cũng đã có quay cho cô bác với anh chị đó. Bà cụ này thì đeo một cái khuyên gì đó rất là lạ luôn. Tập tục cuộc sống hàng ngày thì cũng để những cái bộ nghịch trần, nhưng mà ở đây thì có bà cụ này thì được các anh hướng dẫn mặc áo vào. Ở trên đeo một cái dây chìa khóa, không phải là cái cửa nhà đâu nha mọi người. Đây nè, không phải là cái cửa nhà đâu, nhưng mà đó là những cái trang sức của họ. Còn đây chắc có lẽ là bà cụ già nhất ở trong cái bộ lạc này, được ba cái sợi dây đồng hồ trang trí như thế này. Đây là một thiếu nữ ở bộ lạc này nè. Đây chắc có lẽ là bà cụ mà đặc sắc nhất trong cái bộ lạc Nagathon. Khi tóc của bà đã được tết xoắn lại, được quện đất như thế nào đó mà được tết xoắn lại nhìn khá là đẹp luôn á mọi người. Đeo rất là nhiều vòng trang sức đúng không? Và ở dưới cằm của bà này có cắm một cái gì á, trang trí giống như là những cái bà cụ khác. Đây là bà cụ. Có nghĩa là bộ lạc này họ thích làm cái đau cái thân thể của họ. Mỗi cái đẹp, mỗi cái khác, quốc gia khác nhau và học chí là họ sẽ có những cái đẹp cực kỳ khác nhau luôn, đúng không mọi người? Đa số tất cả các phụ nữ ở đây đều được đục khuyên hết à. Không giống như bộ lạc Buzi thì họ đục găng, còn bộ lạc thì họ Nagathon này họ không đục găng mà họ đeo những cái phen vào mũi. Và đeo rất là nhiều vòng trang sức luôn. Có thể là lên đến khoảng 30 kg, khoảng nửa ký á. Và có một bà cụ ngồi ở đằng này nè. Đối với bà cụ này thì một phần thế giới ở bên ngoài đó là một cái điều gì đó rất là lạ lẫm. Và camera mà Bùi Hồ đang quay á thì chắc có lẽ là bà cũng thấy nó rất là lạ luôn. Ok. Và đây là những cái con dê ở trong cái bộ lạc này. Lần đầu tiên thấy được camera. (Cười)
Đây là một người phụ nữ sặc sỡ nhất trong cái bộ lạc này. Một cái trang phục rất là đặc sắc đúng không mọi người? Nhắc lại với cô bác quý anh chị, bộ lạc này có tên là Nagathon, sống ở gần biên giới Nam Sudan. Với những cái trang phục rất là sặc sỡ như thế này, những cái vòng chỉ, những cái vòng đeo như thế này, càng nhiều thì được cho là càng đẹp. Cô gái này cũng rất là trẻ và có một cái gì đó cài ở trên cái, giống như một cái cây, cây lược giá cài trên cái mái tóc. Ở đây, ở tất cả các bộ lạc ở đây thì đa số là không có gương, nên nhìn vào camera của buổi hồ quay thì họ giống như là họ thấy một cái gì đó rất là lạ, giống như họ được soi gương cái thân thể của họ. Từ đó giờ họ chưa nhìn cái thân thể của họ là phi cha giờ một tuần bây giờ một tuần ở đây phi cha giờ có gì mười giờ giờ mà ta đặt cái bên cái là cái gì đặt cái gì là cái gì luôn ta cái. Để bây giờ mình sẽ phải phản ứng coi như tự nhiên của bà như thế nào. Ok. Đây mình đưa cho bà coi một cái hình của bà. Bà này đang tỏ vẻ rất là thích thú. Ok. Cho các bạn ở đây coi. Tự coi mình. Ok. Giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc đoạn video clip về bộ lạc Nagathon, một trong những cái bộ lạc mà sống gần với biên giới Nam Sudan. Một cái bộ lạc mà rất bị nhiều cái bộ lạc khác đó, đột kích, và đối với họ thì cuộc sống cũng còn căng. Mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác quý anh chị, đây là một cái trái bóng mà các anh em muốn muốn gửi cho cái bộ lạc này. Gặp lại cô bác quý anh chị ha.